Xin chào các bạn, mình là Linh đến từ Nhật Gansai. Hôm nay mình ở đây để chia sẻ với các bạn các chương trình học bổng được cung cấp bởi chính phủ Nhật Bản và các trường tại Nhật. Học bổng Nhật Bản chỉ tốn không đồng duy nhất vẫn là học bổng MEX được cung cấp bởi chính phủ Nhật. Chính vì là học bổng chính phủ nên những ứng viên cần có thành tích cực kỳ tốt và có chứng chỉ tương đương N2 trở lên. Học bổng này hỗ trợ 10-25 triệu một tháng nên chỉ cần đi qua Nhật là đúng nghĩa các bạn đã đi du học luôn. Tuy nhiên, loại học bổng trên hàng năm có tỷ lệ chọn rất cao. Thứ hai chính là học bổng JASO dành cho các bạn đang theo học các trường đại học, cao học hoặc tiến sĩ tại các trường dạy nghề tại Nhật. Cách ứng tuyển đó là các bạn được các trường tiếng của mình đề xuất lên với mức hỗ trợ là 16 triệu đồng một tháng. Cuối cùng đó chính là học bổng chăm sóc điều dưỡng chỉ với 68 triệu rất phù hợp với các bạn học sinh. Tuy nhiên, rẻ hơn so với đi học tự túc rất nhiều. Qua Nhật, các bạn chỉ cần học tiếng Nhật và chuyên ngành, sau đó làm việc tại các viện dưỡng lão lớn tại Nhật Bản với mức đãi ngộ cực kỳ tốt. Đi du học dưới dạng học bổng bây giờ đã dễ dàng hơn rất nhiều, chi phí lại rẻ hơn nhiều nữa. Các bạn hãy chọn cho mình một học bổng phù hợp nha!